chào quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thiết bị làm rau giá sạch đa năng của công ty An Ba của chúng tôi. Đây là thiết bị làm giá đỗ. Nhân ngày 20 tháng 1, khi mua một sản phẩm thiết bị làm giá đỗ của công ty chúng tôi, quý khách sẽ được tặng một bộ hộp nhựa gồm 5 sản phẩm và một túi đỗ 3 lạng. Bộ hộp nhựa này được làm từ nhựa BB nguyên sinh, không vị, không mùi và không độc, rất đảm bảo an toàn trong thực phẩm. Quý vị có thể được đồ khô hoặc đồ ướt. Và giá quý vị làm ra có thể đựng được vào hộp này để trong tủ lạnh bảo quản được lâu hơn và tươi hơn. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0967150656 để được nhận ngay bộ sản phẩm này và làm giá sạch cho chính gia đình mình ăn, những người thân yêu mình ăn, rất đảm bảo sức khỏe.